Làm gì một kẻ khố rách áo ôm? Thưa công nương, xin đừng, đừng dùng hai tiếng công nương. Ở đây là Điện Ngọc Cung Son, thì đâu còn lối xưng hô nào khác hơn nữa. Nhưng em muốn được như ngày đầu tiên gặp gỡ, đừng xem nhau như ai kẻ chưa quen. Hàng Tiên Phong ơi, anh đâu có biết đã nhiều đêm nhìn sao lấp lánh, em nghe tim mình thương nhớ trào dân. Ôi vừa nghe qua những lời ai mở ngỏ, mà tôi cứ ngỡ rằng đang say mộng du sơn. Nhưng đã trót mang tâm sự kẻ cô đơn, đâu dám mộng đâu dám mơ vĩnh cảnh. Không biết khi quay về cái tiếng
trong giấc ngủ say nồng. Từ đổ quên nhau anh đêm mi sương khuya mà thương nhớ một mình. Dù chẳng đổi trao lời gắn bó, nhưng mối tình đầu anh dành trọn cho em. Không có phút giây nào anh không nhớ cô nhân, không có đêm nào anh yên giấc đẹp. Ai gặp lại nhau đây anh sợ ngày đi biệt, vì em bèo mây là ta hợp phương trời. Rồi mai đây
dặm đường xa, chàng sẽ đi thui thủi một mình. Ôm nặng trong tim nỗi đau sầu thế thiết, tóc xanh sẽ sớm phai màu vì gánh tròn đau. Sẽ sáng lại như xưa. Kìa, cô nương, cô nương làm sao vậy? Thôi rồi, tôi không còn. Quê ơi em chờ lâu
sầu bi quán như vậy. Không chấp cờ bia em vừa nhìn thấy có một xác người vằn quại chết giữa đường. Có lẽ phu nhân quá lo cho ta nên tâm thần không ổn định đây thôi. Phu nhân, hãy rót rượu đi cho ta uống. Đêm nay ta trông phu nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng vàng. Phu quân, mời phu quân. Đây, ta uống đây, ta sẽ uống cạn đây. Sao lại bỏ cơn ngủ trở về đây đi làm gì? Để thay ngươi làm lãnh chúa và làm chồng của Mao Ninh Huệ. Thôi câm miệng lại. Đừng thành đồ vì mi vừa uống nhầm rượu độc. Trời ơi, Tiêu Quân Bảo, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Ta sẽ giết chết nhà ngươi trước khi chất độc ngấm vào cơ thể. Ta sẽ giết ngươi. Ta chết thì mi chết. Trời ơi, cái chết của cha con Thi thảm quá. Tiên Phong ơi, cũng vì nhớ vợ thương con nên cha con từ trận tuyến xa xôi phản hồi Vĩnh Nội. Vượt qua bao dặm đường dài quán sang diệu dời, người không dừng bước mưa chân trời gươm mong về lại quê hương gặp gỡ người thương. Sao bao ngày mơ tưởng nhưng trang dung tướng nào có ngờ đâu đời lầm bề dấu với bao hận sầu vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen quên hết lời nguyền thủy chung son sắc mà nợ tàn nhẫn vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến người chồng tội lỗi vừa nhấp chén men cay thì trời đất cuồng quay mau thấm nhung. Sư phụ ơi, con vừa thấy được qua bức màn đen của dĩ gian gia đình. Còn lâu nữa những ngày êm ấm cùng khi mẹ con đã cùng tình nhân hợp sức với phụ thân con. Dù đã hết nghĩa tôi chân cũng còn dư âm của mấy năm tình nồng. Tình mẫu tử mẹ con đang tâm dứt bỏ cho đành. Trời ơi, chuyện 18 năm qua vậy mà con nào hay nào biết. Con ơi, quân bão đã gây bao cảnh bão táp mưa xa làm cho tan nát gia đình hạnh phúc. Những ngày đêm mà thầm lặng trôi qua không bao giờ gần sông trách. Cơn giông làm cho sao động mặt thu tội lỗi ngày xưa anh đã gây ra thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát lưới trời lòng lòng không thoát mãi lòng. Tiếng Phong ơi, Tiếng Phong ơi, tay chỉ khuyên con đoàn tình mẫu tử trả thù cho cha con còn hận thù ý chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điên đảo. Giết đi con thôi thì giết cho rồi. Chồng rồi mà còn sẽ ai chia ăn. Trên đời không có gì bất hạnh cho bằng những ông chồng làm lụng quanh năm để kiếm tiền về nuôi vợ. Thì vợ ở nhà xanh lòng lãng cha sát hại chồng rồi buông gói theo trai. Phương Cương
ơi, dù rằng ngươi là đệ tử của Tề Gia Trang mà ta thương yêu duy nhất, nhưng xét kỹ ra chính gia đình ta đã gây cho ngươi những điều đau khổ. Vì phải cứu ta, cha ngươi đã chết, và một cánh tay lìa xa thân thể mà ngươi không thù không oán. Hôm nay còn trở về đây cứu ta trong cơn lâm nạn, hành động cao thâm kia đã làm cho ta bừng mắt sáng bóng, ngã về tay mới thấy mình nhỏ mọn hơn một chàng trai nặng gánh ơn tình. Lúc ngươi rời bỏ Tề Gia Trang, dù ta có đi tìm, nhưng ta tưởng rằng ngươi đã chết, nếu có sống còn thì cũng đoạn tuyệt với Tề Gia. Hối hận vô cùng nhớ đến cha ngươi, đôi chung rượu đêm đêm ta thức trắng. Rồi bây giờ ngươi cũng giống như cha, để cho ta thêm một lần thọ ơn cứu tử. Sư phụ nói chi đến ơn cứu tử, làm cho kẻ hèn hạ phải mũi lòng. Anh Phương Cương, anh còn giận em lắm phải không? Không. Sao từ nãy giờ anh không một lần nói đến tên Như Phượng? Thưa tiểu thơ. Kìa, sao lại tiểu thơ mà không gọi bằng cái tên triều mến như thoáng ban đầu? Lúc anh bể tâm em ơi, biết khổ biết sầu, trang trại thấy buồn tên, đêm đêm không còn nghe những bài ca tình tứ. Em vẫn mơ cái ngày anh trở lại đấy, nguyệt lão mỉ em cười mà dắp nối một đường tơ. Kìa Tiểu Loan, em vội chạy đi đâu? Đi về với nước khoai ruộng lúa. Đêm sương rơi xuống thảm cỏ mà thương mà nhớ một mùa xuân, để cho anh trở lại Tề Gia Trang mà vui ai ân bưng tình xưa nghĩa cũ. Cha Tiểu Loan, Phương Cương, Phương Cương ơi, nếu không có điều chi trở ngại thì ngày mai ngươi hãy trở về Tề Gia Trang dự đại hội với đồng môn. Ta sẽ chính thức trao quyền trưởng môn nhân và tuyên bố lễ thành hôn của ngươi với Tề Như Phượng. Sau lễ thành hôn ta sẽ trao ngươi trọn phần gia sản để gọi là đền đáp nghĩa thân ân. Còn phần ta ẩn tích mai danh cửa từ bi vui câu kinh tiếng mò, gác bỏ ngoài tay những gì ân quang, quên chuyện thế nhân khi tuổi đã về chiều. Tráng sĩ đã trọn một tuần trăng nằm bất tỉnh với vết tử thương, nhiều lúc trở mình tráng sĩ cứ gọi tên Như Phượng. Phải, Như Phượng là tên của một gia nhân đã làm cho đời tôi sầu thảm, chặt đứt cánh tay tôi mà tôi không dám nghĩ đến chữ thù. Tại sao kỳ lạ vậy? Tại vì nàng là con của một vị ân sư mà tôi kính mến trọn đời, truyền thụ võ công, còn lo cho từng giấc ngủ miếng ăn.
từ thuở ấu thơ cho tới khi được trưởng thành, tôi gần gũi với nàng như đôi cánh én mùa xuân. Nhưng rồi tại sao cô kia lại không để tình có hành động bảo bàn cho trang sĩ thành phế nhân? Câu chuyện thương tâm xin để kìm theo dĩ vãng đau buồn, vì tôi tự nhủ với lòng xem như Phượng như người chưa quen. Nhưng giờ đây trang sĩ định về ở phương nào? Tôi đã thành kẻ lạc loài sẽ cầu sương quang gió. Nhà này tuy bé nhỏ nhưng chưa đủ tình thương, mời trang sĩ dừng chân để hiểu mềm cô đơn. Được Tiểu Loan ưu ái, tôi vinh hạnh vô cùng. Nếu anh thật tâm muốn từ bỏ chuyện giang hồ thì anh nên ở đây chung cùng lo bề ruộng lúa với nương khoai, dù chỉ còn lại cánh tay, và cùng em đây đêm từng đêm với hai sao trời để ta trang điểm thêm cho lâu đài hạnh phúc. Em vững lòng tin vào anh, ta đập xây đẹp mối duyên tình. Hai bên nhau như chim kết đôi nay chẳng đổi dời, dù ngàn bao bao dưới không bao thì không xa cách nguyên bên nhau. Lắm khi tiền đôi vừa qua giông bao đã phải về đây, ước mơ đôi lần trần gian này có lầy lội lặng hợp dũng bùn sâu, nhớ anh hãy dìu em đi cho tròn. Tôi bóng kề gai hát thì đồng quan đồng quách, còn sống thì chúng ta đồng tình đồng xa. Có đau đớn lắm không Phương Cương? Trời ơi, tôi là một kẻ phế nhân, là đồ phế vật, cánh tay còn lại để làm chi mà vô dụng. Tôi sẽ trở về nhịp gió để khỏi gục đầu trước lũ tiểu nhân. Phương Cương, nghĩa là anh
đã quên những lời vừa mới hứa. Thôi thì anh muốn làm gì tùy ý. Em chỉ muốn nói rằng cha em xưa kia cũng là cao thủ võ lâm mà vẫn chết. Tiểu Loan ơi, con người trót sinh ra thì đầu phải đổi trời, chân đạp đất. Giữa xã hội loài người phải biết nhục biết vinh, không thể ngồi nhìn giữa trận phong ba. Thà là tôi đây thiêu chi kém tài thua một đường lương, dù có chết cũng cam tâm, chứ không thể nào có tài phúc nghi phục. Nhìn người thương bị quen ố cuộc đời, lòng sao khỏi ngậm ngùi. Hay là gì anh muốn xa em để làm một cánh chim, chấm cánh tung bay tận bốn phương trời, tìm vui với cuộc đời. Không bao giờ anh muốn xa em như vậy, em đừng nghĩ kỹ lòng anh. Phương Cương cứu người à, biết đâu rồi anh sẽ phơi thấy ngoài bãi chiến trường. Chừng đó em có tiếc thương cũng chỉ còn đổ lệ, hoặc liều mình tự ai theo anh. Chỉ bằng anh chớ quá dội liều mình vào trong dòng thập tử nhất sanh, dòng thù hận của họ tề, để cho họ tự giải oan khiên. Anh hiện giờ là một kẻ phế nhân thì làm sao chống nổi bọn bao tàn, bọn ma đầu đầy ác tâm. Không, tôi phải đi dù là nơi hiểm địa, dù hiện thời chỉ còn một cánh tay hay một hơi thở cuối cùng, cũng không thể nào làm hơn. Tôi phải giải nguy cho tề như phượng. Trời ơi, em đã khuyên mà anh chẳng thuận tình, ra đi để giải cứu cho nàng, dù đánh đổi bằng sự hy sinh. Đừng có uống nữa. Anh Bình đó hả? Vui mà anh. Vui gì mà vui. Cô Lành à, tôi thành thật khuyên cô đừng đi theo con đường đó nữa. Vậy chứ con đường nào? Không còn con đường nào khác nữa đâu. Nghèo thì phải chấp nhận thôi anh à. Cô nói như vậy là không đúng rồi. Không đúng là sao được? Vì hoàn cảnh cả thôi. Cũng như anh vậy đó, anh cũng đẹp trai, cũng thông minh nè, lại có học. Tại sao không đi làm bác sĩ hay là kỹ sư mà đi làm bồi nhà hàng chi vậy? Lành à, hoàn cảnh thì cũng phải tùy theo lúc. Người ta nghèo thì người ta có thể làm mướn làm thuê để sống. Còn cô phải biết cô là phận gái. Phận gái?
Cô ơi vừa chốn phòng qua đâu hồi vậy, làm cho con người ta xa ngã. Tôi biết cô qua dáng hiền lành của người con gái đoan trang thùy mị, nhưng không biết động lực nào thúc đẩy để người ta có thể xa chân vào con đường cát bụi mà nhiều nỗi gian truân của cuộc đời. Con gái có đắng có cay rồi mới biết mình ngu mình dại, chợt tỉnh cơn mơ thì cuộc đời đánh mất như cánh phong lan vùi sâu giữa bùn nhơ. Thì còn gì đâu là hương sắc bướm bướm giờ qua làm cành qua khổ héo, thương tiếc dùm thân cô như có dài bên đường. Cô đừng buồn tôi vì có nói chân thành, một phút xa chân là trọn đời ôm cô tình cảnh cô bây giờ tội nghiệp. Đã làm con người ở thế gian ai cũng phải có một lần lầm lỗi. Lời tôi nói với cô là lời thành thật, cô đừng nghĩ rằng tôi có ý gì đâu. Vậy không lẽ anh muốn như tôi phải mặc chiếc áo bà ba cắm xôi đi bán hàng ngày hoài sớm? Làm cho cô có giờ tỉnh giấc thấy được sự việc đau thương mà đời con gái gặp nhiều ngang trái giữa chốn phong qua còn nhiều cảm vô. Mình phải làm sao tâm hồn trong trắng để khỏi mang tay những điều phiền lì khi cuộc đời là bê dấu còn gì đâu. Khi đã trộn dân cả tâm bằng kinh cho kẻ không thương mà đành phải chịu, tôi đã cảm thông hoàn cảnh của cô rồi. Buồn thương cho ai phải chịu đau sầu, cô kiếp qua đêm ở mình trong bóng tối. Cuộc đời này sao lắm bất công, kẻ có tiền thì tận hưởng giàu sang, còn thân bèo bọt thì yêu nhiều cay đắng. Thức tỉnh lại đi đừng nên sao động, hãy quyết tâm làm lại cuộc đời. Quý thính giả thân mến, Trọng Hữu và Linh Huệ sẽ mở đầu chương trình với bài Ngại Ngùng, tân nhạc Trần Thiện Thanh giọng cổ của Quế Anh. Muốn nói mà ngại ngùng, thư hồng nên viết rồi hay không? Muốn nói lời trao duyên, sao tình riêng cứ ngại ngùng thế? Em là cô gái vui bên màu dài kén tơ đùi tầm, lo cho ngày mai anh là người trai đi ngang trên vai tan bồng tung chi. Cớ sao đời tươi muốn nói mà ngại ngùng, bên liều đêm ngủ buồn dương dương. Vẫn biết đời phong sương, riêng mình nuôi chỉ làm niềm thương. Sao lòng dương dấn môi khi chiều xuống tóc em buồn dài. Gài một cành hoa hoa đẹp đơn sơ, từ bao nhiêu thơ không bằng một mái tóc. Tóc mây đợi chờ cứ muốn nói rồi ngại ngùng không dám nói, nên chiều chiều anh ra đứng nơi đầu ngõ lặng nhìn em phơi lụa bên bờ dâu, rồi chờ nắng phai rồi lặng lẽ quay về. Thương nhớ bấy lâu mà không nói được thành lời, gặp mặt nhau thì ngại ngùng không dám nói. Em đi rồi thì tiếc nuối ngẩn ngơ, em ơi con tầm làm kén nhà tơ là để đợi chờ đến ngày qua
sợi tơ lòng, mà thương nhớ chết chồng, mà tình không chấp cánh. Thường hồi khen bà thân, nhìn anh đứng thân, mong anh nhìn một lần, máu tim của em thầm dương tơ chờ mong như dường như chẳng lưu ý mà anh cứ mong nhớ bâng quanh hồn thương chờ. Em cười gì vậy? Nhưng anh cứ lặng thinh không nói một câu nào. Anh thầm tức giận anh sao? Giận anh cái gì? Chẳng chịu làm gán một lần thử trao lời, nên mấy hôm rồi phơi lụa nơi bờ dậu, em không có nén chờ, nhìn ra ngõ tìm anh. Cũng vì vậy đó mà mấy hôm liền anh không ngủ, chiều chiều vẫn ra chờ mà buồn đến ngẩn ngơ. Như vậy đó cho sao? Cho anh đáng tội à. Ai biểu thương nhớ lâu rồi mà không nói một câu. Dù không sao nhưng lòng ai thấy đẹp niềm tin. Có đàn em bé đi theo chàng rể áo hoa tươi màu, cô dâu đằng sau đứng nhìn buồn cao. Em ơi đi mau nghe lòng thương mến, cỡ sao em ngại. Thiên hạ hai bên người ta cười chết à. Sao lại cười em? Họ bảo nhau rằng con nhỏ đó đẹp người nhưng không đẹp nết, nên mới học tôi đi ngang về tắt. Mà miệng đời dèm pha làm sao chịu được, hay là thôi để em đi trước rồi anh tiếp bước theo sau, chứ đừng nắm tay lôi lá mà thiên hạ họ chê. Em, nhưng mình đã cưới nhau rồi mà. Chỉ ước mơ thôi chứ cưới thật ngồi nào. Xin lỗi em nha, giấc mơ tuyệt đẹp nên anh cứ tưởng là sự thật đó thôi. Hồi mới gặp nhau thì ấp úng chẳng nên lời, chừng quen được rồi thì không giữ gìn ý tứ. Đừng có nói như vậy mà oan cho anh. Thật tình lòng anh đời nào dám vậy. Em không thấy ngày này qua tháng nọ, Anh cứ ra ngõ đợi chờ, Chứ có dám nói gì đâu. Hồi đó chưa quen nên anh còn làm bộ, bây giờ được thương rồi anh mới khi dễ người ta. Em, anh nói thiệt với em nha, tới trọn đời mang kiếp bài tám mà con anh vẫn nể em hoài. Bộ anh muốn cô bác người ta to nhỏ nó thấy chồng hiền rồi được mời mà lung lăng. Anh sẽ nói là
tại vợ tôi hiền thục, tôi thương chứ tôi đâu có sợ vợ mà bà con xì xăm. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi cứ mãi ôm ấp một thiên đường hạnh phúc có gió mát trăng thanh, có điểm cho một mối tình chung thủy, nhưng khi chợt tình ra chỉ là ảo mộng. Vì trong cuộc sống hôm nay giai cấp hèn sang đã phân chia, tình đã đôi ngã, em là con chim quý phải sống chốn lâu xuân, nên tôi nào dám trách chi ai, chỉ trách mình vô duyên bạc phận. Rồi hôm nay khổ đau một mình ôm trọn lầm lũi trong đêm, với đôi chân không bao giờ biết mỏi, đành vui chốn kỷ niệm buồn đau để cho em yên tâm với niềm hạnh phúc thong thả ung dung mà cất bước theo chồng. Xin chúc cho ai đẹp mà ai duyên nồng, đừng nhớ đến anh những chiều hò hẹn đã tô thắm hương đời em trong khoảnh khắc thời gian. Cuộc tình nào cũng có lúc hợp rồi tan, em hãy quên đi đừng bằng tâm suy nghĩ, hãy xóa đi hình bóng anh trong tâm trí để bình thản bên chồng mà trăm năm hạnh phúc. Cường ơi, em nên mặc tình thương chất thật chứ đâu mà những chuyện cao sang. Mình không duyên nợ đừng chờ em, chẳng phải tại ta không trách ở trong đời mình sinh trong nhà nhau, tại vì ta không lối đạo nên tình mình đành cách xa nhau. Tình yêu gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chừng. Trời mây dần tìm tìm, cuộc tình hai ta sắp liền, chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi em vẫn dương thề. Hãy khóc đi em, thế nhân trớt về các bụi, chỉ còn anh với em thôi. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá rồi, chỉ vì nghịch cảnh sự con tính thì tình mình chắc phải nghĩa. Em đã yêu anh từ kiếp nào cho dấu mai sau, đời yêu bể dấu cũng đành chấp nhận thương đau, đừng đem cay đắng cho nhau cho cũng đàn đổi nghĩa thương đau. Cho anh muốn thoá để ta ru cho trọn kiếp say nồng. Anh có biết đâu đời của em sao quá bạc phần, đêm nay chúng ta cùng nhau tâm sự để khỏi phải ngậm ngùi trơ lúc xa nhau. Sao vui rồi hãy xem nhau như người xa lạ.
Còn riêng tôi giàu có đơn từng đêm bao giờ sương khuya còn vắng vắng thôi nhé từ nay ôm tôi mong riêng mình anh chỉ mong em được hạnh phúc trọn đời vì nỗi đau khi anh sẵn sàng chấp nhận chứ không bao giờ oán hận gì ai khi đã chấp nhận hy sinh cho người mình yêu được vuông tròn hạnh phúc chứ không thể nào dùng tình yêu mà ép buộc giành giật trong tay một tình cảm xa rời. Tình bạn sơ giao được đẹp mãi muôn đời. Anh Cường, cuộc tình mau phai như dần trăng vừa tàn, mà tình hãy quên, tình mang lắm tan thương. Tình bạn như tình sâu tình ơi ôm hận suốt đời để cho tình mãi quên nhau. Anh Cường ơi em sẽ đưa anh rời xa bến khổ, em sẽ dìu anh vào trong mộng đẹp bằng lửa đam mê đang réo gọi đuôi mình. Ở bên em anh sẽ không còn còn nhớ, người ta đã sáng đò sao anh còn mãi ngóng trông. Thuyền tình đã tách bên sang sông thì anh hãy tìm vui ở bờ bên khác, để quên đi bao đớn đau ngày dài và tìm hương vị đê mê cho ngất ngây xua đuổi cuộc tình buồn. Vòng tay em đã mở rồi, người quân tử ngỏ lời thương yêu. Tâm tình em chỉ bấy nhiêu, xin chàng chớ phụ hãy dìu bước em. Cậu Cường ơi, là cậu Cường ơi, ông đã mất tiêu rồi, không biết nữa. Cậu Cường ơi, mình lọt vô băng cướp rồi, khổ nữa nè trời. Ở đợ thì bị chủ đuổi, mà đi bụi đời thì gặp băng cướp. Bởi vậy kiểu này chắc về đi tu quá ta, mà không được nữa, đi tu cũng không được. Bởi vì vào chân tu thì phải ăn chay, ăn chay xong rồi phải cạo đầu. Ôi ơi trời, làm ơn cứu giúp cho những ai còn đang lầm lỗi về đường ai, về nẻo tương lai. Đừng gian dối chi đời đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chứ phải là trong tôi đời là hướng giờ đổi tới trăm ngàn cám vô. Nó là đẩy đứa
hàng triệu trái tim thật thà cân chất từ một cuộc sống hiền lương tây buồn chẳng lắm chỉ trong phút chốc mà đã đổi tay như ánh đèn màu trong đêm phố thì họ nào lý chi đánh câu lưng thường đáo ly dứt bò nghĩa nhân không cần chữ chồng ước dòng cao sang đã làm nát tan những tâm hồn trong sáng nhắm mắt đưa chân lao sâu vào tội lỗi thì hỏi những ai đang lầm đường lạc lối hãy trở lại đi với con đường chân chính đừng để thân dinh mà lòng mình quen ngố dù có gian nan hay vô vàn cực khổ dù nắng dù mưa dù dài dầu hôm sớm nhưng đốm lửa trong tim luôn rực sáng không mà dù có lao đao hay lẫn đằng muôn phần thì ta cũng giữ giữ lòng ta đừng nên nhắm mắt để mà đưa chân hèn sang cao xanh bài sáng đời tay như bài con làm sai thì chẳng đêm nào đời là phương thuốc tây cho những ai gian tình gian nghĩa nhưng đời cũng là bóng tối âm mưu cho những kẻ tham sang phù có dứt bỏ nghĩa nhân kinh bằng trận phú không đủ lương tri chẳng còn lý trí họ nào nghĩ gì đến những con người còn đang cảnh khổ da tóc môi tim để tìm sự sống môi ngán ngầm tay hai chữ tương lai trên cõi trần gian thật nhiều cay đắng kẻ thắng người thua kẻ mua người bán danh lợi đua chen đã đánh mất đi lý trí con. Bà ơi chớ giả nghĩa giả nhân để hồng che đậy một việc làm nhơ nhót tiếng yêu thương giờ tôi trả hết để bà cùng với người xưa nuôi lại mộng ân tình hãy để cho tôi ôm đau khổ riêng mình đã ngu nên mới cưới về lấy một thể xác mà tâm hồn thì gửi tận nơi đâu bao ngày chúng sống đã qua tôi phí bỏ những yêu thương lo lắng mình ơi giờ chợt hiểu ra thì tôi mất trắng mất cả niềm tin và mất cả người tình mình ôi cô đừng khóc nữa làm gì giọt lệ sâu in hình bóng chúng tôi trời ơi thôi cô đừng khóc cô đừng khóc đừng khóc nữa đừng để lòng tôi trở lại kiếp lu khóc làm chi lệ đắng thêm nhiều mối duyên tình giờ thêm đắng cay cả thời gian là cả một đêm dài biết lòng ai có son sắt chung tình hãy hiểu cho em mà mình bà hãy nói đi bà hãy nói thật lòng mình chứ một đêm qua bà nằm ở trong tay bọn nó làm sao tôi biết được chuyện gì nó đã xảy ra mình ơi một đêm 12 tiếng đồng hồ 12 tiếng đồng hồ đó là một đêm trời ơi chỉ một giây thôi thì đen thành trắng cuốn chỉ một đêm dài thì trời ơi còn chi Dương Thúy Ngọc ơi dù chưa nói tiếng yêu ai nhưng cho em anh là người đầu tiên nối liền hơi thở để lắng nghe bên tầm dưỡng rì rầm sóng dù cô vô mắt trăng thanh mơ màng soi bóng của như chim én đủ đôi không kêu sầu lẻ bàng mình hãy xích lại gần nhau và trong vòng tay em đó anh đang ôm trọn một dung nhan ba mỹ thiên kiều em như hoa ngày hôn trải trôi
đã yêu em. Nay đây giọt sầu tiếc ngọc thương, nay đây bờ môi cao khát ân tình, và đây cõi sầu áp ủ trong tim, tất cả nỗi lòng cho người yêu bé bỏng. Cốt sớm quyết hại ơn của anh ngàn đời em vẫn nhớ, nhưng tiếng chung tình em không thể nói yêu anh. Vì sao vị Dương Thuy Ngọc hay em quan trách anh, vì yêu anh em phải chịu tật nguyền. Cốt sớm quyết hại không còn chi mang vẻ tôi trên lối tình. Bây giờ đây lắm thân đo đại vì đêm đen phủ vắng tôi rồi. Tôi tình nương dù nay đã khép dặn mi, lòng anh chẳng nghĩ phôi phai. Em tôi hờn thân phận mà chi, chồng gai giang lối em chẳng mang chi, vì đôi mắt em giờ đây nó đã ngủ rồi. Tôi không thể yêu anh mà thôi, nói để làm gì. Anh ơi em đang nằm gọn trong tay anh đó, nhưng hạnh phúc không về chờ đợi mà chi. Chẳng phải dung này mang nét kiêu sa, chê gã đạo phu chèo đò nơi tầm dương mến. Hãy buông em ra cho tình yêu chạy ru, đừng theo bóng túi hình mà thêm khổ người ơi. Dương Thuy Ngọc, em định chạy trong anh sao? Cũng sơn quyết hại chưa cách xa em ơi, vì xa tình bao cay đắng. Tay ai nắm trong tay mà duyên sao muôn dở dàng. Một người về biển sâu buồn mang theo vấn vương trong lòng, một người về non cao tình thiên thu thiết tha vô bờ. Dòng tài ấp ủ của kẻ yêu thương cho khắp tình quận khao khát và hy cơn sâu. Người như nắng ban mai, kẻ như áng mây chiều, tìm bến yêu ngỡ đò chưa có khách đâu, ai ngờ đò đã đã trăm ngàn lần làm đò dốc đò ngang, rồi chén chê phần số đò neo bờ lao lách. Khách vô tư khách si tình phòng, hay biết tưởng kiến đầu tiên nhẹ nhẹ chơi tài chè.
độc hành cũng kiếp phong trần, đường muôn vàng nẻo mòn chân gian ngồ. Dường xuân ông ước sai hương, những nghĩ qua bàn tình dương chi nữa. Người ơi hãy cố quên đi kỷ niệm hôm nào bên bến tâm dương. Đã lỡ bao chuyện đò em riêng chịu sầu đau, gót giang hồ mòn chân còn kiếp đò đưa cạn mấy sông dài. Cùng một tâm tư chung mối u hoài, chia sớt cho nhau con nhân tình ấm lành, san sẻ buồn phiền bao năm tháng đơn côi. Mộng đã dương rồi dương Thủy Ngọc ơi, tình yêu vui mặt cho thêm sầu duyên số. Với cố đường xưa anh hằng dấu chân tục tử, giờ đây sẽ đi vào quên lãng để đường xưa qua lại ngã thương tình. Hai ơi xin anh đừng nói lên đi, những tiếng chia ly kẻ ở người đi làm cho đau lòng má hồng phận bạc. Đã quyết yêu anh thì trọn đời em sẽ nguyện gìn giữ vô cho trắng đắng ngàn cái đấng bằng sống vậy. Nhưng bóng hình anh vẫn mãi trong tim muôn hoa vắng hề quay. Yêu em xin chớ cô vàng, anh thề vẹn giữ tình nàng chợt nhớ
tôi đêm như gió với trăng. Cuộc tình đó vào lãng quên, tình yêu khói sương. Ta đã xa nhau từ bao lâu rồi, nhưng hình bóng ấy còn mãi trong tôi. Dù ngoài sáng hay trong đêm tối, anh như khói sương luôn phủ quanh đời tôi. Tiếng hát anh vẫn còn ở bên tôi, vóc dáng anh vẫn còn trong tôi. Mong anh như sương khói, nhưng chắc như mạng nhện đang bao bọc trái tim tôi. Nghe thật lại khi chợt nhớ bên anh. Nhà cũng không có chi lỡ dạ, chỉ còn ít cơm khô, nàng cứ dùng. Dạ, dạ, xin cảm ơn người. Nhưng còn phần người? Tôi à, tôi vẫn thường thức trắng đêm ngồi trên phiến đá này, nhìn dòng nước chảy. Như dòng thời gian tôi đi không bao giờ trở lại, để thương, để nhớ những ngày qua. Thương nhớ những ngày qua. Chắc người có những ngày đã qua em đẹp lắm, nên người thường ngồi vọng tưởng về quá khứ xa xôi. Cuộc đời tôi chưa được một ngày nào gọi là em đẹp, còn nàng, nàng đi đâu mà lỡ đường? Thật ra, tôi...
tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Vậy ra chuyến đi của nàng không có mục đích chăng? Mục đích của tôi à? Mục đích của tôi là tìm kiếm chồng tôi. Nhưng không biết giờ đây chàng ở nơi đâu, nên bước chân tôi cứ mãi mỏi mòn mà chưa tìm ra nơi dừng bước. Thật tội nghiệp cho nàng, kẻ đàn ông nào nhẫn tâm khôn nạn để cho vợ mình lang thang trong gió bụi. Không, không phải đâu. Thật ra không phải chồng tôi đang tâm phụ bạc hay nhẫn tâm ruồng bỏ tôi đâu, mà chỉ vì lời giao ước của đôi bên, của hai gia đình muốn kết thành thông gia khi hai đứa bé mới sinh ra. Đã có tờ chỉ từ đó đến nay nàng có lần nào gặp được mặt chồng nàng? Thật ra tôi có gặp mặt một lần, nhưng mà tôi chẳng nhận ra. Cho đến những ngày sau tôi mới biết được rằng kẻ định tâm quỷ hoại nghĩ hương trinh của cuộc đời mình, kẻ đó lại chính là chồng tôi. Chuyện của nàng làm ta xúc động, nhưng ta khuyên nàng chớ chờ đợi hoài công. Không, suốt kiếp tôi vẫn đợi vẫn chờ, và phải tìm cho được chồng tôi. Ta khuyên nàng chớ hoài công kiếm tìm vô ích, vì kẻ đó không xứng đáng với nàng đâu. Dạ, cảm ơn ông vì sự giúp đỡ vừa qua, nhưng không phải vì thế mà tôi cho phép ông nói xấu chồng tôi. Giờ đây xin cáo biệt. Ta xin lỗi nàng, nếu ta giả sử chồng nàng đã mất rồi thì sao? Thì tôi sẽ là quả phụ trọn đời thủ tiết. Thật đáng khen thay một tâm hồn cao quý, nếu ngày nào nàng gặp lại chồng nàng là một phế nhân hình dung cổ quái như ta đây thì nàng nghĩ sao? Ông là người hay là ác quỷ? Không, tôi cũng là người cũng có trái tim, nhưng dung nhan tôi hiện nay chỉ là kẻ phế nhân. Nhưng tôi muốn biết tại sao ông là kẻ phế nhân. Số kiếp đọa đài đã cướp mất tuổi thanh xuân, tôi phải lẩn trốn thế nhân, muốn trọn đời cô đơn. Nơi hẻo lánh thâm sơn, trái tim tôi đã cạn máu khô dòng. Hà Thanh Quý ơi, em vẫn tìm anh muôn dặm. Đã một lần gặp mặt, nhưng tại sao chẳng suốt cuộc đời con gái em vẫn dành tặng cho anh. Dù cho đường đời gian nẻo xa xăm, em cũng đi đến sức mòn hơi tàn. Ôi lòng ta vô cùng chua xót, nhưng biết làm sao hơn thấy được khi tình ta đã chết từ bao giờ. Còn gì đâu mà đợi mà chờ, ta khuyên nàng hãy
xóa bôi thương nhớ. Kẻo phải phí hoài tuổi xuân. Dạ, xin lỗi ân nhân, ban nãy vì quá bất ngờ cho nên tôi có hành động khiếm nhã như vậy. Xin ân nhân bỏ lỗi cho. Có gì đâu mà nàng xin lỗi, ta đã quen rồi, không lấy gì khó chịu. Nhưng mà ông ơi, ông sống ở đây có một mình sao? Thế còn vợ con đâu? Hả? Vợ con đâu? Vợ của tôi. Vợ của tôi nàng đang tìm tôi khắp chốn, chắc cũng khổ sầu chẳng kém chi tôi. Nhưng có lẽ cao xanh kia mạng số đã định rồi, nên tôi với nàng cứ ngàn trùng cách biệt. Có những khi tôi với nàng đối mặt nhau mà như hai kẻ từ hai tinh cầu xa lạ. Bởi mặt cảm kia là hố sâu biệt đã vĩnh viễn cách ngăn duyên nợ của đôi dòng. Ai sắp bài chi chia biệt với tương phùng, để khi gặp mặt nhau mà như xa lạ. Ngỡ kẻ chân trời người gốc bể tìm nhau, trời gieo chi cảnh thương đau. Gặp nhau ngoảnh mặt hai đường cách xa, cuộc đời lâm nẻo phong ba. Quẩn quanh nghịch cảnh cứ theo ta buộc ràng. Ôi Hà Thanh Quy, giờ này nơi đâu? Trời anh riêng em hồn thương một mình. Đường đời gian nan gió sương tìm đâu ra một người không còn trên dương thế. Bởi họ tên kia đã vùi chôn dưới đáy mộ lâu rồi. Giờ chỉ còn chăng là một quan hồn đang vất vưởng lê thân tàn mã dài, trốn tránh loài người như con thu trốn thở sắc. Đời còn nhiều tang thương, đã trót sanh kiếp người nên phải mang. Tìm đâu bóng thiên giang hồ, anh ơi có nghe được mấy lời em nhắn. Rằng người vẫn cô đơn, người nhớ thương đi tìm một người. Nhớ thương chi một người không còn nữa, ấp ủ làm gì giấc mộng đã tan. Hãy để nhớ thương kia như giọt sương trên cành liễu, sẽ tàn lụi dần trước ánh sáng của bình minh. Thời gian trắng
vào ngực anh để lắng nghe tiếng con tim đang khải lên khúc hát. Tình anh có nghe chăng lời em trối trăng duyên kiếp đôi ta tuổi kế từ đây đà vĩnh biệt muôn đời. Mà xuống chiều lóng đông ôi nghe lời nói của ai mà lòng ta như lửa đốt, giữa buổi đông thiên mà lòng nghe âm lại. Ta muốn gào thét lên cho rơi lòng thương nhớ, nhưng đắng cay đã làm thế đầu lưỡi và vắng vắng đâu đây một điệu nhạc gói hồn. Ôi hơi cao xanh không. Thiệt là tôi không thích mấy người à. Hễ thấy mặt người ta hỏi dồn hỏi dở, sao có gì lạ không, có gì lạ không, làm như thể săn đón người ta lắm gì, câu nói khách sáo quá. Hả? Thì cho tôi không có săn bà thì tôi đâu có gặp bà, tôi không có đón bà thì làm sao tôi có thể dính với bà mấy chục năm nay. Ông săn hay lắm. Chứ sao mà ông đón cũng hay nữa. Chờ sao? Ông săn hay quá nên hãng phim của ông khỏi cần đăng báo tuyển lựa tài tử, mà tài tử cũng tới rần rần. Chờ sao? Và ông đón cũng hay nên hết hai ba có màn á. Gì? Màn cái gì? Bà đừng có nói bậy à. Nè, ông coi chừng, ông coi chừng. Gì vậy bà? Ông đừng có chọc tôi, tôi la lớn cho mọi người nghe. Có thiệt ông cũng không biết họ màn cái gì. Họ mang gì thì họ cứ mang, tôi biết làm chi. Họ mang hồi nào tôi đâu có hiểu được, chừng họ mang rồi mình mới rõ mới hay là họ mang ra. Ông nói chi lung tung lộn xộn, cái gì họ mang rồi họ mang ra. Vậy chứ bà vừa nói cái gì mà họ mang chi? Tôi muốn nói là mang cái chuyện phim tác giả không biết được để mà lo lắng chọn, ông đừng giả mù sa mưa. Thì ra là vậy. Ôi, tác giả nào cũng bậy. Nhưng mà ai cũng đồn ông là tác giả đó. Trời đất quỷ thần ơi, miệng có quân nào ở đâu mà ăn mắm ăn muối mà lại đi nói bậy vậy? Cái quân đó là không sớm thì muộn gì nó cũng sẽ bị trời đánh cánh đâm nó cho bà coi.
không thì nó thì cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử chứ sao. Tôi từng tuổi này mà nó đi đồn xấu hổ tôi như vậy. Cái thứ quân đó nó nghe tôi nói thật với bà đó, nó quân đó sao, quân đó sao? Tôi nói nè chứ không phải cái quân nào hết á. Nói vậy bà hả? À. Trời, nếu bà nói thì thì sao? Thì cũng đúng có một phần thôi. Nhưng mà còn mấy phần kia sao? Mấy cái phần kia thì cũng không phải đâu. Cười. Bà nói thật. Nhưng mà bà cũng nên hiểu lúc này thì tôi sửa đổi tính nết nhiều lắm rồi. Tôi lo làm ăn để cạnh tranh với thiên hạ, bà biết không? Lo làm ăn, lo cạnh tranh, trong khi mấy hãng Mỹ dân Alpha người ta ra phim rần rần, còn ông hả, cả năm chưa quay được một khúc phim nữa mà còn dám bô là lo làm ăn, lo cạnh tranh. Trời, bà đừng có nói giỡn mà. Phim của tôi ra chậm là tại tôi nặng về cái phần nghệ thuật, bà biết không? Chứ còn mà bác nháo thì cái gì mà cái còn cái gì nữa mà cái tên hãng phim Dương Lâm của tôi nữa chứ. Chà chà, quan trọng quá. Sao bà? Dương Lâm là tên cha sanh mẹ đẻ của tôi, mà tôi lấy tôi đặt cho hãng phim, đó là tên tôi với tuổi nghề. Tôi cũng cần quý trọng danh dự gia đình, sống chết nơi đâu tôi cũng tìm phương bảo vệ. Phải rồi, ông ráng làm rạng rỡ công danh, để mai sau người ta nhắc mà không thẹn. Chứ sao bà? Nhưng muốn được tiếng ở đời ông phải thay tên đổi họ. Bà đừng giỡn chơi, sao lại phải thay họ đổi tên? Người ta có tài tuổi tên được người ta ca tụng, còn tôi thì có tiền muôn bạc vàng. Tôi phải làm sao cho người ta nhắc nhở? Ôi, ông khỏi lo, họ thường nhắc nhở tới ông luôn à. Sao? Họ nói tôi sao? Dương là dê, còn Lâm nghĩa là rừng. Hãng phim con về rừng là hãng của Dương Lâm. Trời ơi, như kỳ vậy. Bởi vậy nó mới eo út như vậy nè. Hãng con về rừng nó hút lung tung. Trời ơi, hết nói rồi. Trời ơi, bà vừa cái miệng vậy nha. Mấy chỗ hãng phim khác mà họ nghe được là họ cười chết. Cười chết hả? Cười cái gì? Cười cái gì? Ông coi chừng túi à nghe. Trời ơi, thiệt. Ủa, chìa khóa nào ở trong túi ông đây? Hả? Trời ơi, thì cái chìa khóa xe chứ chìa khóa nào? Chìa khóa xe thằng Thình nó cầm kìa. Còn chìa khóa này là chìa khóa nào vậy ông? Hả? Xe nào? Không, tôi nhớ rồi. Cái này là chìa khóa tủ á bà. Chìa khóa tủ còn nằm trong ổ khóa tủ kìa. Thấy không? Trời ơi, sao lúc này đầu óc tôi nó rối bời hết trơn hết trọi. Bởi tại vì tôi lo trăm công ngàn việc cho nên nó lu bù quá đi. Với lại bà biết sao không, tôi phải đối phó gần 2 tháng nay. Tôi với mới mừng bà nè, mừng bà mới về đó, cho nên rồi trời tôi không nhớ cái gì hết đó bà. Tôi nhớ là tôi chắc chắn rồi đây. À, đây là chìa khóa của vợ chồng thằng Niễn đó mà. Của vợ chồng thằng Niễn sao lại ở trong túi ông? Nói mau. Thì ôi thôi mà, được rồi, để tôi kêu nó ra cho bà hỏi sự tình. Bằng tôi nói bà cứ quậy nghi. Ông càng giấu cứ lòi đuôi, ông có gan thì bây giờ kêu liền cho rõ lòng ông hiền. Được rồi, Thánh Na. Dạ. Mày xuống mày kêu thằng Niễn lên đây cho tao biểu coi. Dạ. Dạ thưa ông, gọi con. À kìa Niễn, chìa khóa của con nè, cầm đi con. Từ đây về sau á, có quyền quyết định là quyền của mày nghe chưa. Dạ thưa ông, quyết định gì ông? Thì cái chìa khóa phòng này là chìa khóa phòng của vợ mày nè, mày cứ quyết định đi. Vợ nào ông? Mày hỏi vậy chết tao rồi. Thì vợ của mày chứ không lẽ vợ tao. Ngu ơi là ngu, khùng ơi là khùng. Nè, ở đây mày nói chuyện với bà nha. Ông đi đâu? Tôi đi thử số ông rồi, thử số ông rồi. Bà buông ra coi, tao đi công chuyện mà. Nè, Niễn, nói chuyện với bà mày đi. Ông đi đâu? Mày cưới vợ hồi nào vậy Niễn? Dạ, hồi nào? Trời ơi, mày điên gì vừa vậy Niễn ơi? Tao hỏi mày cưới vợ hồi nào mà sao mày lại hỏi tao? Vợ nào đâu mà cưới? Không lẽ mày mấy con vợ lận? Đâu, để tôi nhớ lại coi. Hồi trước đó nha, tôi nhớ má tôi còn sống á, cô dẫn tôi đi hỏi vợ 3 lần cả thải. Cô nào cũng nói họ thấy tôi á thì thấy thương, nhưng sao cô nào cũng lắc đầu cười, tôi chẳng có chịu ơn hết bài. Coi như vậy là
tôi có tới ba cô vợ hùng đó bà. Bị mày đẹp quá. Bà ơi, để rồi sau đó má tôi chưa kịp lo thêm vợ cho tôi thì bà vội ra đi lìa bỏ dương trần. Một mình tôi cũng ráng tự lo đi, hỏi thêm cho đồ trăm lần, 97 lần sau cô nào cùng dạy cho, nên tới bây giờ tôi vẫn sống cu kỳ. Mày nói gì dòng do tao nghe nhức óc quá à. Như vậy có nghĩa là mày vẫn chưa có vợ. Bà nên hiểu là tới bây giờ tôi vẫn sống cu kỳ, chớ không có nghĩa là trọn đời tôi ở gia tại tôi ở vậy chứ bà. Tao biết rồi, mày đắt giá lắm, đâu có ai có tới 100 con vợ hụt như mày phải không? Chứ sao bà, bà nghĩ coi nè, không lẽ ông trời ông sanh ra tôi cho tôi mang tai nạn khiến mặt mày tôi biến dạng gì hình, lại không sanh cho tôi được một người vợ chung tình. Phải rồi, tướng mặt mày đẹp như quỷ sứ thì thế nào mày cũng lấy được một con đuôi à. Vợ đuôi có sao đâu. À mà bà nhắc vợ đuôi tôi mới nhớ, ở trong hạng mình á có một cô đuôi còn nhỏ tuổi lắm bà ơi. Nè, cô nhà nghèo có đuôi mà đẹp thôi hết nói, tôi vừa thấy là để giả mộng tương tư. Vậy là đúng rồi, cái con đuôi nó có cái phòng ở trong hãng mình đó phải không? Dạ phải. Nó tên gì mày? Dạ Cổ Tinh Lụm. Mày kêu nó ra đây cho tao hỏi chuyện chút coi. Dạ bà chờ tôi chút nha bà. Cô Lụm ơi. Dạ. À cô Lụm ơi, bà chủ đang muốn gặp cô. Chuyện cô... chi vậy anh? À không biết nữa, bây giờ cô đi với tôi ra ngoài nha cô, để tôi dẫn cô đi. Dạ. Dạ thưa bà chủ. À cô Lụm nè bà chủ. À chào bà đi cô. Dạ con chào bà. Gia đình mày ở đâu? Dạ nhà con ở Vĩnh Trạch. Rồi sao mày lọt vào hãng phim này? Dạ ba con biết đờn, ba con tập con ca vọng cổ. Bữa đó có gánh hát lại hát ở Phú Hòa, sẵn hai cha con văn câu gần đó, ba con mới làm quen, rồi họ rủ hai cha con đi gánh hát. Ba con được nhận vào trong vàng đờn cổ nhà, còn phần con thì trình diễn sao câu vọng cổ mỗi khi ngân hát buông màn. Lấy lớp lớp ngày qua vất vả cơ hàng, đến một hôm gánh hát về hát ở chợ Long Xuyên, có một ông xưng là chủ hàng phim, ông khen tôi xinh đẹp và trao cho 20 ngàn, bảo cha con ký giao kèo để ông đem con về đóng phim. Với số tiền lương mỗi tháng là 3.000 đồng. Hai chục ngàn giàu có lắm mà. Dạ ba con không chịu vì sợ cha con xa nhau, nhưng con thấy ba con già rồi mà lại bệnh hoạn nên con năn nỉ ba con mới chịu đi đó. Đang lấy 20 ngàn, số tiền đó lớn lắm mà, nên cô mới chịu bán thân cô chứ phải không? Dạ không. Dạ thưa bà, một kẻ văn câu nghèo khổ dạng gió dài sương, để nuôi đứa con mù suốt đời không sao dư được số tiền này. Bà ơi, bà nói số tiền ấy lớn thì tôi không cài,
nhưng không phải vì tiền mà tôi lại bán thân. Tôi chỉ mong sao được sáng mắt như mọi người, vì họ sẽ đưa tôi sang Nhật để chữa trị cho tôi lành đôi mắt, nên tôi hy vọng nhiều ở một ngày mai. Phòng có ở có chìa khóa không? Dạ thưa có. Chìa khóa đâu? Dạ anh Miễn anh cất. Sáng anh mở cho con ra, tối anh khóa lại. À dạ. Có nhiều đêm thằng Miễn gặp cô phải không? Nói thiệt đi, không nói tôi giận tới bót à. Dạ. Em cứ nói thiệt cho bà chủ nghe đi. Qua với em trong sạch mà sợ gì em. Dạ. Anh Miễn anh biểu ưng ảnh đi, rồi ảnh lo trị con mắt cho. Con không chịu, con đòi la lên. Anh tới anh cứ rù rì hoài. Rồi. Hàng quá giả mạo rồi. Thằng nào tôi biết hết rồi. Nín đi ông nội ơi. Để tôi yên tôi tính chuyện trong hãng nè. Nó nát như tương tàu rồi. Chắc cái thằng cha về dịch này chứ không ai hết. Nè, dắt cổ ra ngoài rồi trở vào đây tôi biểu. Dạ. Ê Niễn, lại tao hỏi mày chút coi Niễn. Dạ, chuyện gì ba? À, mày muốn có vợ không? Dạ thưa ba, vợ mà ai không muốn ba. Người ta nói đó, muốn là được. Vua lo sẽ bù vò. Phải không ba? Chắc chắn là tôi sẽ có vợ. Nói tiếng Tây. Ai ưng mày mà mày nói muốn là được mày? Dạ, thì có lượm. Nhưng tao có quyền không gả nó. Quyền gì? Bà có quyền gì? Bà nói tôi nghe đi. Ngoài thế lực đồng tiền ra, tôi đố bà có quyền nào khác nữa. Ý bà tôi đã biết. Tôi thì cần vợ, mà bà thì cần tống khứ cô lộm đi xa. Dù rằng đồng tiền nhưng khó che đầy sự thôi tha. Thưa nhà giàu trừng mở to cuốc đọt trinh tiết người đuôi. Thật thà với nhau sao bà còn hăm dò. Phần tôi thì tôi nói thật, có vợ đuôi như lộm là phước đức của tôi rồi. Cô lộm sẽ yêu tôi vì nhờ bấy có đuôi. Chớ hình hài gì dạng của tôi, chắc đâu ai chịu làm chồng. Thôi Niễn ơi, nếu mày cần lại tao cũng lại cho mày vừa dạ vừa lòng tao lại mày. Không, tôi không cần ai lại tôi hết á. Mày không cần tao lại hả? Thôi nè, số bạc 20.000 đồng nè, mày với con lượm á hãy đưa nhau về xứ để hai đứa thành hôn nên vợ nên chồng. Đi Niễn. 20.000 đồng. Bà hai, bà hai ơi, nói thiệt bà hai, tôi nghèo thiệt, nhưng không phải tôi ham tiền mà buôn nhân bán nghề. Bà ơi, nếu chẳng đúng lương tâm 100.000 tôi không chịu nhận, còn trọn đạo nhân luân thì tôi không cần lấy một xu nào. Miệng ơi, coi như mày giúp tao che tiếng xấu miệng đời. Số tiền này nè, tao cho vợ chồng mày làm vốn. Còn chuyện thằng Miễn thiệt, thằng Miễn giả, tao lại mày đừng có hé răng. Nếu tôi bằng lòng, bà đừng có lo chi cho mắc công. Vì lộn làm vợ tôi phải thương, phải trọng. Được vợ như vậy, tôi cứ tưởng mình đang mong. Phước
đức ông cha của tôi chinh kiếp mới được cái mai này. Đúng rồi đó Niễn. Thôi bây giờ mày hãy hứa với tao một lời cho chắc đi Niễn. Hứa đi Niễn. Bà đừng có lo, khỏi cần hứa cũng chắc. Vì không lẽ tôi đi nói xấu vợ của tôi sao? Nhưng lỡ mày vui miệng rồi sao? Tao sợ quá Niễn ơi, mày hứa đi Niễn. Không có đâu, bà cứ an tâm đi. Bà ơi, không bao giờ có chuyện đó được. Đó cũng là cái nhục của tôi, chứ cô đẹp đẽ gì mà lỡ vui miệng bà ơi. Nói thiệt với bà, bất cứ người đàn ông nào sống trên đời mà đi nói xấu vợ mình đều hết xài và bằng tiện. Thưa bà, cho dù mai sau không còn chung sống, thằng Niễn xấu dạng xấu hình nhưng chẳng xấu lương tâm. Tôi muốn vợ tôi từ đầu chí cuối vẫn không lầm, không hề nghĩ là có hai ba thằng Niễn, chỉ một thằng Niễn thôi với một tình yêu nguyên vẹn dần một và thủy chung sao trước vẹn niềm. Thôi được rồi, tao tạm tin mày đó. Vậy thì xin chào bà. A dơ bà. Trời ơi mày đi đi đi, còn tiếng Tây ai dơ ai da nữa, đi đi. Dạ chào bà chủ. Ông muốn kiếm ai? Dạ tôi muốn gặp ông bà chủ hãng phim. Chi vậy? Dạ tôi là tía của con Lượm. Ờ vậy hả? Nghe nói ông là người ở Vĩnh Trạch phải không? Dạ phải. Ông ở Vĩnh Trạch mà ông có biết gia đình của ông hội đồng tồn? Dạ biết. Cô con gái lớn ông hội đồng tên là Trần Xuân Sa. Đúng rồi, nó là bạn của tôi. Bây giờ ông biết nó ở đâu không? Tôi cũng có ý đi tìm cô hai để nói một chuyện riêng. Ủa, nói như thế á là ông với nó có liên hệ thế nào? Xưa tôi với nó rất thân tình, ông có thể nói tôi nghe để mai sau cô gặp tôi sẽ vì ông mà nhắn giùm. Bà ơi, đây là tâm sự thầm kín của cô hai xa khi cô còn con gái. Trong khi tuổi tôi ngày một lớn, tôi sợ mình không làm tròn lời hứa với một người đã qua đời. Người ấy là ai vậy? Là cô mụ tám bị Tây bắn chết lâu rồi. Cô dặn tôi đang tìm cô hai xa nhắc nhở để cô tìm nhìn một hạt mau rơi, cho cô xa biết sự thật về cái quan thai xưa ông hội đồng biểu cô đem đi chôn sông để che giấu một việc làm nhớ nhuốc mà xưa cô hai gian díu với thầy lời. Hả? Ờ, tôi nhớ rồi, chuyện này con Sa nó cũng có tâm sự với tôi. Bây giờ đứa bé còn sống hay chết? Còn sống. Sự thật đứa bé ấy bị đuôi chứ chưa có chết. Hồi đó cô mụ tám cổ nở đem đi chôn, mới giao cho người thợ câu nuôi giùm. Ông thợ câu đó tên gì? Bây giờ ông ở đâu? Ở đâu? Dạ ông tên là Hai Tất, là tôi đây nè. Còn đứa bé đó? Nó tên là Nguyễn Thị Lượm. Tôi gửi nó làm ở hãng phim này. Trời ơi, con Lượm, con Lượm chết rồi con tôi. Bà chủ, bà chủ, bà sao vậy bà chủ? Anh ơi. Em đi đâu vậy? Coi chừng té. Để anh cõng em ra. Thôi, em đi được mà. À, anh ơi. Gì em? Mấy cô ca sĩ trong lúc xổ số á, chắc họ phân biệt lắm hả anh?
Cô nào ít đẹp thì ca xổ số lúc 100 đồng. Cô nào đẹp vừa vừa thì ca xổ số lúc 5.000. Còn cô nào mà đẹp thứ thường hảo hạng thì ca lúc xổ số lô độc đắc, phải không anh? Phải rồi. Em à, sắc đẹp tới đâu thì tiền chồng tới đó chứ sao em? Thôi, để bây giờ em ca cho anh nghe một bài ha. À, anh coi được mấy ngàn nha. Em ca cho anh nghe hả? Dạ. Rồi, em ca đi, coi anh nghe được bao nhiêu. Nè, nghe em ca nha. Rồi, em ca anh nghe coi được bao nhiêu. Để em lấy giọng. Chuyện tình đôi bươi cha chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm mãi. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tình xót thương. Em ra đi về xa xôi chốn nào. Anh lang thang tìm trong lòng phố vắng dấu chân năm nào. Hay, hay quá em ơi. Như vậy là sẽ trúng lô độc đắc. Anh cứ ngạo em hoài à. Ý. Hả? Cái gì vậy em? Bộ anh hôi lắm hả? Không, thơm chứ hôi sao được. Anh thơm mùi rạ mới nè. Cái mùi nó ngọt lắm. Nghe hơi của anh làm em nhớ Tết quá à. Trời ơi, em thương anh quá. Cái hơi của anh mà em nói nhớ mùi Tết. Em, dạ. Em à, vậy chứ hồi nãy em vừa vuốt lưng anh á, rồi em vừa nói ý là cái gì hả em? Áo của anh nó rách đằng lưng kìa. À, không hay sao? À, để em bơi xuồng em mua giải cho anh nha. Ê, thôi thôi không được đâu, em đi đâu có được. Để anh đi, anh đi bộ. Thôi, em phải tự tay mua giải cho anh hà. Anh ở nhà nghe, coi em đi nè. 1, 2, 3 đến cái ghế nè, thấy chưa? Hay, hay quá. 1, 2, 3 quẹo ra cửa nè. Hay, giỏi. Tài không anh? Tài lắm em ơi. Thôi, em đi nghe anh. Nè, em ơi, em đi coi chừng té nghe chưa. Anh đừng có lo, coi em đi nè. Em đi nghe anh. Rồi, đi, đi. Hay, hay, hay quá. Vợ mày đâu nỉa? Ủa, bà chủ. Bà chủ đi đâu đây bà chủ? Tao đi thăm nói với mày chứ đi đâu. Ủa, con Lượm đâu rồi? Dạ, vợ cháu đi đằng quán rồi. Nó đi với ai? Dạ, đi có một mình hả? Trời đất ơi, sao mày để nó đi một mình? Nó tật nguyền mà mày để nó đi như vậy, rủi có bề gì rồi làm sao? Dạ, nếu có bề gì thì tôi khóc chứ sao? Anh Hai Tất đâu à? Dạ, ủa, sao bà biết tên ổng nữa? Ổng đi mua rượu rồi. Mày quên là quê tao ở Vĩnh Trạch sao? À, tôi nhớ rồi. Tao đi kiếm anh Hai để tao nói với ảnh cho con Lượm theo tao đi chữa con mắt. Bà định dẫn nó đi chữa mắt ở đâu bà? Tao với nó đi Nhật Bản hoặc là quê kỳ. Thôi thôi thôi, nó không có đi đâu. Sao vậy? Vì tôi không bằng lòng. Vì tôi là thằng Niễn, chồng của con Lộn. Mày nói mày là chồng làm tao mắc cỡ. Có người chồng nào mà lại nhẫn tâm muốn cho vợ mình suốt đời mang tật. Mày là thằng ích kỷ hả? Mày chỉ nghĩ tới mình thôi. Ích kỷ không phải là tánh của riêng tôi. Đáng lý ra tao nói việc kia với con Lượm. Tao cần hỏi mày để cho nó phải lẽ chắc hơn. Nhưng mà tao nóng ruột vì một lý lẽ riêng nên mới hỏi mày để mày khỏi phiền giận ba.
bà thương vợ tôi, chẳng hay bà con hay ruột thịt, hay vì một lẽ gì mà bà thương, xin bà nói rõ tôi nghe. Tao vì một lý lẽ riêng, khó mà nói được ra đây. Nhưng mày hãy tin rằng tao không vụ lợi chi đâu. Ngày hai đứa mày ra đi, tao cho người rượt theo kêu. Nhưng tuổi bấy chưa về thì tao phải đành trở lại. Tôi không cần bà nêu ra lý do tại sao mà bà thương. Tôi không muốn ai thương hay là bàn ánh sáng cho em lộn. Ngoài người vợ mù ấy ra, tôi không bao giờ cưới được vợ. Tôi không muốn lộn phải xa tôi và không muốn mất vợ tôi. Bà đi đi, bà đi đi. Anh ơi, anh ơi. Ơi. Anh à. Em về đó hả? Dạ. Dắt em lên anh ơi. Rồi, đợi anh nha, anh ra liền. Kìa, chân của em sao như thế này? Em bị sụp nhà sàn ở đằng quán á, tưởng đâu chết luôn rồi á. Trời ơi, phải em để anh đi thì đâu có sao. Để anh sức dầu cho em nha. Anh ơi, mù khổ quá ha anh. À, mù khổ quá ha em. Em à, nếu đổi lại đó, em được sáng mắt, còn anh sẽ mù thay em. Em nghĩ thế nào em? Không, em không bao giờ nghĩ đến điều ấy. Sao vậy em? Vì em đâu có muốn cho anh mù. Anh chỉ cần bịt mắt lại để sống một giờ trong tâm tôi. Anh sẽ thấy người mù tha thiết với ánh sáng biết bao nhiêu. Sống trong vô cùng phải do từng bước chân nhớ đi vào bồi mong lung không phân biệt tháng ngày không biết diễn ảnh của ngày mai. Em à, em đừng có buồn nữa. Nè, để anh kể cho em nghe chuyện này nè. Chuyện gì vậy anh? Hồi nãy đó em, anh đang mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ, anh thấy Phật bà Quan Âm. Trời ơi, thiệt hả anh? Thiệt chứ. Phật bà bảo rằng vì em có lòng hiếu thảo và biết tưởng nhớ tới Phật trời nên em sắp được sáng mắt đó em. Trời ơi, em gian giái ngày đêm đó anh ơi. Nhưng Phật bà còn nói nữa. Nói sao anh? Kìa, sao anh không nói? Phật bà nói nếu em được sáng mắt thì vợ chồng mình phải xa nhau. Hả? Đó là số trời, anh muốn lẽ nào? Rồi anh trả lời làm sao? Anh mới trả lời thà là em mù mà vợ chồng mình được bên nhau mãi mãi. Trời ơi, vậy là anh không thương em rồi. Dầu cho em có sáng mắt, em cũng nguyện yêu anh trọn đời mà. Tại sao anh lại muốn kia phải tàn tật suốt đời? Anh thương vợ anh bằng cách đó hay sao? Anh tàn ác lắm mà. Lộm à, đừng khóc nữa em. Lộm ơi, 15 ngày hạnh phúc kể quá dài. Anh không ngờ có ngày anh phải quyết định lấy số phận của anh. Vậy là anh không thương em rồi. Anh muốn cho em bị mù luôn mà. Lộn em. Em ơi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Em ơi, anh sẽ lo cho em trọn đời hạnh phúc. Không, anh hãy an tâm.
dầu cho em có sáng mắt thì em cũng nguyện trọn đời yêu anh không sao đổi thay. Sao anh nỡ đoạn tình để em mang tật suốt đời, không thèm xin quan thế âm. Chắc em khấn nguyện Phật bà thương em giúp cho, 15 ngày yêu thương tình nghĩa vợ chồng đủ cho anh quyết định số phận của anh đắng cay. Niệm mình là người đành phải hy sinh con à. Tía ơi, vì có lòng cao thượng mà con người mới đứng trên muôn vật. Con cũng hiểu đời vốn có nhiều kẻ lọc lừa giả dối, nhưng con cũng phải ráng mà tin tình vợ con không thay đổi, để bấm bụng hy sinh cho vợ con vui nở nụ môi cười. Tâm sự vợ con chắc con cũng đã hiểu rồi. Lượm ơi, con có tin chắc rằng khi sang mắt nhìn chồng con với một thực tế chua cay. Con tin tình con yêu chồng son sắt chẳng đổi thay, dù anh miệng có xấu xa như ác quỷ. Khi mơ ước người ta khó lường sự thật nên dễ bị vong thân vì những điều nhỏ mọn tầm thường. Tía, tía không tin con sao? Con thề. Lộm ơi, em đừng thề. Anh tin em mà. Tía à, nhưng có chuyện gì vậy tía? Bà chủ hãng phim muốn đưa con sang Nhật hay Mỹ để chữa trị bệnh mắt cho con. Thiệt hả tía? Trời ơi, con mừng quá tía ơi. Tía coi nè, con mừng, con đứng rung hai cái cẳng và tim con nó đập nghe bình bịch vậy đó tía ơi. À, anh Niễn ơi, bộ anh không muốn cho em đi hả? Anh không muốn cho em thấy đường như thiên hạ sao? Không, anh muốn lắm em mà. Nhưng em ơi, nhưng sao mà đau quá, hy sinh là chịu đựng nỗi sầu mất mát chia tay. Rồi em đi tới những miền đất lạ trời xa, anh ở quê nhà buồn chia thân dò dò. Con cá dương di quắc đuôi ra biển Bắc, còn trong gì cá ấy trở về nơi bãi cũ ao nhà. Em xin thề, dù chia xa góc biển chân trời, tình nghĩa vợ chồng mình cũng không bao giờ thay đổi. Lộn em. Anh. Em ơi, nép vào lòng anh, má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua cho nhớ thương thêm mặn mà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Xuân
mỏi gối bông ba em về nối lại tình ta. Anh ơi làm sao em quên được trong mùa cá bạc đầy sông em rủ anh đi vớt cá. Em bơi lại còn anh ngồi trước mũi xuồng lướt nhẹ dọc bờ sông như hạnh phúc vợ chồng ta cũng đang êm mà xuôi dòng. 15 ngày chung sống em coi như trăm năm tình nghĩa vợ chồng. Em đi xa lòng em sẽ nhớ ơi là nhớ, cứ người thấy mùi rạ mới là em sẽ nhớ thương anh. Nhớ từng bữa ăn, anh gấp cá chan canh, khi đi đứng nhớ bàn tay anh dìu dắt. Nhớ chiếc xuồng câu, nhớ vô ngồi đan lưới, nhớ hơi thở yêu thương trong từng tiếng nói giọng cười. Anh lại thở dài đau khổ vậy. Em đi trị mắt là em sẽ trở về. Em không có đi luôn đâu. Anh ơi, anh đừng có buồn nghe anh. Anh không buồn sao được, nhưng vì muốn cho em thấy đường mà anh cắn răng nuốt lệ để em đi. Lộn ơi, nơi xứ người em nên giữ gìn cẩn thận, vì xa lạ thì rất là bỡ ngỡ khó khăn. Đi đâu nhớ đội nón, đừng để nắng cháy da. Đêm về nhớ mặc thêm áo, quấn khăn tròn cổ nghe em. Đừng để lạnh rồi hó rồi cảm ở xa xôi, không ai săn sóc tận tình. Lộn ơi em ra đi, anh không dám đoán là bao lâu em sẽ quay về. Sông dài cá lội biệt tâm phải duyên chồng vợ, ngàn năm anh cũng chờ. Anh hãy an tâm. Anh ơi, nếu còn yêu còn gặp nhau cho đến lưu khi biệt ly thêm dân dương làm gì. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tròn mà vội xa cách em ơi. Đôi ngả biết tìm về đâu. Xin chào cô. Dạ không dám. Chào ông. Mời ông ngồi. Dạ thưa cô, bây giờ tôi xin giới thiệu, tôi tên là Quanh, kỹ sư lục lộ. Hả? Mà quên. Dạ kỹ sư cầu cống, chỉ số lương 435. Dạ mời ông uống nước. Dạ, cảm ơn cô.
Gần đây tôi có giao thiệp hội hè với bà, được bà cho biết là cô mới du học từ bên Nhật Bổn về. Thưa ông, chắc là ông làm địa chỉ rồi đó. Dạ thưa cô, tôi không có làm đâu. Đây là nhà của bà Hai Sa, chủ hãng phim Dương Lâm, mới mua cho cô con gái, phải không cô? Dạ phải. Đó, thấy không? Vậy là tôi đâu có làm, tôi đâu có làm thưa cô. Cô biết không? Dạ sao ạ? Tôi nghe bà nói rõ với tôi rằng cô mới hồi hương, tôi vội vã đến thăm và tặng cô bó hoa hồng. Cô Hai là một người tuyệt đẹp, tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ. Thôi chừng ông ngưỡng mộ ọt ra, tôi không xứng nhận bó hồng này. Cô thật khiêm nhường, đó là đức tính của người Nhật Bổn. Bà thường giới thiệu với tôi rằng cô Hai ít ăn ít nói, vừa mới được hồi hương nên mọi việc đều bỡ ngỡ, nên tôi mới đến để ghi danh ưu tiên làm hương đạo cho cô Hai. Chị Sáu ơi! Dạ! Chị rảnh không chị Sáu? Dạ! Dạ tôi vô ngay nè cô Hai. Ủa nói vậy cô, chị không phải là cô Hai hả? Dạ thưa ông, dạ tôi thứ Sáu. Xin ông chờ cô Hai tôi một chút nha. Ý trời đất ơi, chết tôi rồi. Nè 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 nè, nè chị Sáu ơi, chị làm ơn chị cứu giùm tôi nha. Cứu gì? Nhờ chị đem bó hoa hồng này ha, cắm vào bình giùm tôi, để đây cô Hai ra thì chết tôi à, vì tôi là người trí thức mà. Dạ dạ xin chào người trí thức. Hấp tấp. Trời đất ơi. Chào ông. Dạ xin chào cô. Tôi là kỹ sư Oanh, làm việc nhà nước, chỉ số lương căn bản 435, cộng tất cả các phụ cấp, lương độc thân mỗi tháng là 42.000 đồng. Đó là tôi chưa có vợ con đó nghe cô. Chắc ông muốn đóng phim hả? Dạ không, tôi vừa tự giới thiệu tôi là kỹ sư mà. Kỹ sư lục lộn. Dạ, cầu cống đó cô Hai. Dạ, thưa ông kỹ sư lục lộ, cầu cống. Dạ, xin cô Hai bỏ giùm tôi hai tiếng cầu cống đó, nghe nói sao á. Ủa sao vậy? Chẳng phải đó là nghề nghiệp hay chức tước gì sao? Dạ phải phải. Nhưng mà hai tiếng cầu cống nó nghe kỳ quá à cô à. Thôi gì nghe cô, xin cô Hai gọi tôi là anh Ba Quanh đi. Gọi vậy cho nó thân mật nha. Cô Hai à, hôm nay tôi đến đây trước tiên là để đáp lễ bà Hai. Sao là để diện kiến được nhìn cô nhan sắc để làm quen. Để làm quen? Biết quen để làm chi? Để mình kết bạn lâu ngày sâu đậm, sẽ đi tới cái tình. Tình gì tôi chẳng cần. Cô Hai ơi, trai gái thời nay chẳng giống thời xưa e ấp. Gặp nhau hãy cứ vô hết tài lực bản thân cùng gia trang sự nghiệp, để dễ cảm thông cùng nhau xây đắp mộng tâm tình. Ý, cái gì kỳ vậy? Cái bước đầu tiên là làm quen làm bản thân tình. Ý, đâu có được. Ông với tôi lạ quá lạ quá. Khi không thế A Thần phù kết bạn để làm chi? Cô Hai à, rồi từng bước á, lần lần tình bạn sẽ biến đi, để cho tình yêu hai chân mà bước tới đó cô Hai. Tình yêu ra đời lại chẳng chịu bước chân, nó nhảy giọt tới liền hôn nhân hạnh phúc. Ông nói chuyện giống như tài tử si mê quá à. Tôi thấy mấy ông tài tử đóng phim á hay nói chuyện văn hoa như vậy đó. Dạ tôi là người thượng lưu trí thức mà, có thua kém gì tài tử cine đâu cô Hai. Không lẽ ai kết bạn cũng đều đi tới hôn nhân hết sao? Chắc chắn là như vậy đó cô Hai à. Cô Hai không thấy sao, người ta tìm bạn bốn phương mà còn yêu nhau được, hảo gì chúng ta đã biết mặt nhau. Cô Hai à, mình xứng kép xứng đào. Cô Hai nghĩ lại coi, cô Hai thì nhan sắc tuyệt trần,
mắt môi đều quá đẹp. Vừa gặp mặt anh bị liền tiếng sét, còn anh cũng đẹp trai mà lại cũng sang giàu. Như vậy là ông chưa hiểu tình yêu, sự giàu sang chưa hẳn là một định đề tuyệt đối. Anh với cô hai anh tin là rất hợp, chắc chắn sau này mình sẽ nên nở nên duyên. Ý, đâu có được. Xin lỗi ông, tôi có chồng rồi. Trời đất ơi, có chồng rồi. Vậy là tôi hố nặng rồi. Trời ơi, như vậy là tôi bị leo cây thoa mỡ bò rồi. Cô hai đứng lại cô hai. Trời ơi, cô hai ơi, cô nỡ đành đoạn bỏ tôi sao cô hai? Trời ơi. Hèn gì cả tháng nay tôi cứ nhức đầu hoài. Bây giờ vợ lẽ ra tôi mới biết là tôi bị mọc sừng rồi. Xin lỗi ông à. Không có lỗi phải gì hết mày. Tao đã theo dõi cả tháng nay rồi, tao mới bắt gặp đúng mặt một cái râm. Trời ơi, bây giờ tao mới thấy rõ là một thằng công tử đẹp trai. Chứ sao? Son trẻ. Chứ sao? Nhà riêng. Hẹn hò. Đúng. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng là chỉ có một mình tôi biết chỗ này thôi chứ. Xin lỗi ông à. Không có lỗi gì hết mày. Biết tao là ai không? Ông có biết tôi là ai không? Mày là một thằng con nít đi ô bà già. Đúng vậy, ông là một thằng già đi mê con nít. Trời ơi, vợ tôi vậy mà nó nói là con nít là trời. Vợ của ông hả? Vậy ông là tài tử Sine hả? Tao là cha của tài tử Sine là mày. Dầu sao ông cũng không có cớ gì để mà hành hung tôi hết á. Lỗi này á là lỗi tại má vợ của ông. Nói là con gái của bà chưa chồng, vừa đi du lịch Nhật Bản mới về. Bà nói tôi tới đây cùng nhau họp mặt, trước làm quen á, sau tiến tới hôn nhân. Chứ đâu phải tôi tìm đến đây mà sinh nhục. À, như vậy là mày đã ngang nhiên công nhận à, là mày đã yêu và tiến tới hôn nhân. Vậy thì mày biết điều thì đừng bao giờ cho tao gặp mặt nha mày. Đừng có trông mong tao gà mà tao chịu nhịn. Tao sẵn sàng đánh ghen và sẵn sàng vô bốt. Ờ thì ông cứ ghen đi, chứ đừng có mà hăm dọ tôi. Một người như ông già mà còn ham thiệt hết tài. Ông tự nghĩ lại mình sao thiệt khó coi. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói chuyện với ông nữa mà làm gì. Tôi sẽ về nói lại với má vợ của ông. Xin chào. Trời đất ơi, cái thằng đó nói, nó nói cái gì kỳ vậy cả. Má vợ của mình chết rồi mà. Hả? Trời, hay là mình xớn xác để đi làm nhà. Ủa mà đâu có phải. Mình đã thấy rõ rằng vợ của mình đi vô trong cái nhà này mà làm cái gì. Ủa, nếu không phải nhà của bà thì là nhà của ai chứ? Nhưng mà là nhà của ai mới được chứ? Nhà của tôi. Nhà của cô. Trời đất ơi, vậy là chết cha tôi rồi. Tôi nhớ cô. Dường như là quen quen phải không? Tôi lại nhớ, tôi chưa bao giờ quen cái ông mà sống vô nhà người ta lại bắt ghen. Ghen là gì? Cái kiểu như điên, hét la lộn xộn như người ba trần. Có kiếm người ghen ẩu như ông. Tôi thành thật xin lỗi cô, chắc tại tôi nhìn cô giống vợ tôi. Không lẽ trong gà quá quất mà tôi đã lầm. Tôi rình theo dõi cả tháng, rõ ràng tôi mới dám vô. Vậy mà là vợ của ai? Tôi thấy ông quá hung hăng nên tôi điện thoại chẳng quyền báo tin. Trời ơi, vậy là cô đã giết tôi. Bởi ông quá ghen khiến lo mang tiếng tâm. Xảy ra to chuyện tôi làm sao đây? Giờ đây ông tính sao? Trời ơi, còn tính với toán gì nữa. Tôi chỉ còn có nước là xin lỗi cô để tôi rút lui thôi chứ tính gì nữa. Giờ cô, thôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô và xin lỗi cô. Lượm con. Má, sao con về lâu quá mà không thấy tin tức gì của chồng con hay của ba con vậy má? Má à, Vĩnh Trạch đi xe nào hả má? Có thơ nè. Thơ gì? Thơ của ai vậy má? Thì của anh Hai Tất chứ của ai. À, thơ của ba con. Ba con nói gì vậy má? Nè, để má đọc rồi mới biết chứ. Kính gửi cô hai, tôi có được thơ cô cho hay là con lượm đã về rồi.
mắt nó thấy đường rồi. Tôi mừng lắm. Má, sao ba con không lên? Con nhớ ba con lắm. Còn anh... Nè nè, để má đọc tiếp chứ. Tôi nhớ nó lắm, nhưng rủi cho thằng Niễn là trời đã đãng mạng nó rồi. Tháng này làm tuần giáp năm. Trời ơi, anh Niễn, anh Niễn chồng con đã chết rồi sao má? Thôi con, con đừng có khóc mà. Thôi, để má dẹp thư này cho rồi. Không, má đọc, má đọc cho con nghe hết đi má. Thôi mà, mắt con mới lành mà, khóc nhiều đâu có tốt. Thôi đi con, thôi nghe con. Kệ con, má không đọc, má đưa thôi cho con. Thôi thôi, để má đọc nè. Thằng Niễn bị thổ tả giật chết, nhưng xin cô hai nhớ giấu, đừng có cho con lượm biết. Hay cô nói với nó là thằng Niễn đợi chờ nó không nổi nên có vợ khác rồi. Tết tôi lên, ký tên hai tất. Trời ơi, anh Niễn, chồng con chết rồi. Con khổ lắm má ơi. Hồi trước anh nói, Phật bà nói, nếu con sáng mắt thì vợ chồng phải xa nhau. Con tưởng anh sợ phải xa con nên anh mới đặt điều đe dọa. Nào ngờ linh cảm báo trước cho con điều tai họa khi con rời cõi quê nhà. Nếu biết trước thà con cam chịu cánh mù chồng chung sống, dầu đuối mù mà hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi nay mắt con đã nhìn thấy vũ trụ muôn màu, đời rực rỡ những hồn con tôi. Vì đâu còn nhìn thấy người chồng yêu dấu, đã từng vì con mà gánh gồng cực nhọc một mình. Thôi con à, đừng có khóc nữa mà. Con người ta sống chết đều có số hết á. Thằng Niễn chẳng may mà đoạn mạng, con có thương cách mấy nó cũng không sống lại được đâu. Con hãy ráng mà quên đi, để còn gầy dựng tương lai nữa chứ. Con còn trẻ mà. Nghe lời má, thôi đừng buồn đừng khóc nữa nha con. Nghe lời má đi mà lượm. Con làm sao quên được, và con cũng làm sao tìm lại được một người chồng trọng tình nặng nghĩa như anh Niễn được má ơi. Dầu thắp đuốc cũng có tìm thấy trên đời một người chồng dám cưới cô gái mù làm vợ, dìu dắt từng bước chân chăm lo từng giấc ngủ. Tình yêu chung thủy đó ví như biển rộng sông dài. Má ơi, rồi nãy anh Niễn dội bỏ con đi, dẫu mai sau con sông vừa sắc màu rực rỡ, con cũng nguyện giữ vẹn lòng chung thủy thủ tiết thờ chồng cho trọn đạo tao can. Thôi lượm, con đừng khóc, con đừng buồn quá như vậy mà má không có yên lòng. Thôi, để má kêu con Sáu đưa con đi chơi cho khuây khỏa. Đi nha con, nghe. Con không đi đâu hết đâu má. Má ở chơi, con lên lầu. Lượm, lượm à, má nói nè con, lượm. Cô Hai. Anh Hai Tất mới lên hả? Dạ, được thư của thằng Thình, tôi lên liền. Nóng ruột quá, con nó đi gần 2 năm rồi chết ói gì sao. Cô Hai, con mắt nhỏ ra sao hả cô? Nó sáng mắt rồi chứ làm sao. Cảm ơn trời Phật. Bây giờ nó ở đâu vậy cô? Nó vừa đi ra bưu điện đánh điện báo tin cho anh Hay đó. Nó tính về ghé mua sẵn 1 lít rượu để dành cho anh lên anh uống đó. Nó mới bước ra là anh vô liền. Vậy à, con nhỏ nó cứ hiếu vậy trời Phật thương nó cũng phải. Nhưng mà anh ơi, trời Phật thương nó mà thương không có trọn anh nè. Lát nữa về rồi anh coi nè,
nó đẹp như tiên vậy đó. Vậy mà nó gặp thằng chồng xấu quá, cái mặt thì nám đen thui lùi, nhưng mà tâm lòng nó đỏ như son. Tuổi trẻ dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Tôi biết mà anh với nó đâu phải là ruột thịt, nên anh đâu thấm thía được nỗi đau lòng. Ôi cần gì ruột thịt mới biết đau lòng cô. Cô biết hàng xóm khi thấy vợ chồng không xứng lứa vừa đôi là họ cũng tiếc thương lắc đầu chép miệng. Ôi ở nhà quê hay kiếm chuyện để sầm xì, chớ thật tâm họ đâu có tiếc thương gì. Anh đừng học đòi lý luận lôi thôi. Không đâu, họ sầm xì chuyện chữa quan đẻ lén đó, chứ chồng vợ thương nhau ăn ở đàng hoàng thì họ tội gì sầm xì cho mệt vậy cô. À thì à, anh lòi cái giọng móc họng của anh rồi. Tôi có móc họng ai đâu mà cô nói như vậy. Thôi anh đừng giả mù sa mưa hỏi đô tôi hoài. Tôi biết rõ là anh chửi xéo tôi đây nè. Anh với thằng rể anh thật là xứng ghê nơi. Bởi vậy bao giờ anh cũng lo binh vực à. Tôi hỏi lẽ công bình chứ có gì mà binh vực. Công bình cái gì anh nói tôi nghe thử coi. Khi cái bông hoa lại cầm bài cực trâu, cô đừng quên câu củi tre dễ nâu, chồng sâu dễ xài. Tham chi bông sắc cho nó đọa đài tấm thân. Hơn nữa hai đứa trước kia là vợ là chồng, tôi mong cô đừng bày trò chia rẽ lương duyên. Anh nuôi con lùm nhưng anh cũng không có chút gì máu thịt, và anh chỉ mới biết làm cha chứ anh chưa từng làm mẹ, nên anh không hiểu được nỗi lòng người mẹ thương con và có quyền nghĩ đến hạnh phúc về sau của nó cho được vuông tròn. Lòng mẹ bao la như nước biển mưa nguồn. Đợi lát nữa gặp nó rồi anh sẽ thấy con nhỏ bây giờ sáng mắt, nó đẹp như tiên vậy đó. Nhưng cô tiên đó là gái đã có chồng, muốn trọn đẹp cô cần có một trái tim chung thủy. Nhưng con tôi không thể vui cho đời đau khổ. Tôi hỏi anh, người con gái nào có được mấy thời thơm. Cô đừng có nói nữa, tôi hiểu cô rồi. Nhưng con lượm nó không phải là con của cô. Tôi đẻ nó ra mà anh nói nó không phải là con tôi, sao kỳ vậy? Vì nếu là con cô, nó không có tên là Nguyễn Thị Lượm. Vậy chứ ai đặt tên kỳ vậy hả? Thì người ta bỏ tôi lượm, tôi nuôi thì tôi đặt tên lượm, có gì đâu mà kỳ. Cô hai à, không phải tôi muốn cướp công sanh đẻ, nhưng hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà họ đành quăng núm ruột của mình như quăng cục nở một cách thản nhiên. Họ đành giết con giết cháu chỉ vì muốn giữ gìn thứ danh gia hào. Giờ cô nỡ bất tình con. Xuyết, nói cho anh biết nè. Con gái tôi giờ đây nó đẹp như tiên và lại sáng giàu. Tôi gả nó cho kỹ sư hay là bác sĩ, chớ tôi không thể nào dành cho thằng quý già xoan. Cô không thể nói như vậy được. Cô đã gả nó cho thằng Niến một lần rồi, cô không thể gả một đứa con gái tới hai lần. Anh hai ơi, người ta thường dùng tình nghĩa để giấu che sự thật cuộc đời với những ước mơ được cao sang ăn sung mặc sướng. Tôi đã sống gần hết đời rồi mới biết
còn tuổi trẻ với tình yêu gì nhiệt cuồng mà ngu dài nay nhớ lại tôi còn mắc cỡ. Ngày nào tôi gốc tưởng chừng như chết được khi bị mẹ cha ép uống chia rẽ phượng loan dời dời qua hai bên sông sâu. Lòng người thật vô tâm như thời gian nước chảy qua cầu, thì ra cô chọn sự khôn ngoan dòng tình bạc nghĩa, mặc cho tuổi nó dại ngu tha thiết vẹn tình chung. Anh có nhìn rõ cuộc sống thực tế hay không? Nếu tới bây giờ tôi được vẹn tình cùng người yêu cũ thì giờ đấy thầy giáo lời dắt tôi về đâu không biết nữa, đâu phải bà chủ hãng phim sang trọng như bây giờ. Đó, anh thấy chưa, tôi là như vậy đó, anh có tức không? Tức chứ, nhưng cô có biết điều, tôi còn nói tình nói nghĩa, chứ còn nói lì đó hả? Thì con Lượm là con của tôi chứ không phải là con của cô. Đây nè, giấy tờ nè. Con là Nguyễn Thị Lượm, tên cha là Nguyễn Văn Tức. Rõ ràng nè, cô thấy chưa? Tôi hỏi anh, ai sanh ra con Lượm? Thì cô sanh, cô. Rồi ai lo chữa mắt cho nó sáng? Ai lo áo lụa quần là cho con Lượm bây giờ để nó đẹp như tiên? Vậy mà anh nói sao nó không phải là con tôi chứ? Anh trả lời đi, anh nói đi. Sao cô không hỏi thêm ai nuôi nó khôn lớn để cho cô bỏ tiền ra mua bán đặng kiếm lời? Khai sanh rõ ràng Nguyễn Thị Lượm là con tôi, cô ký tên đóng dấu của chính lục bộ làng Vĩnh Trạch. Nếu con Lượm còn thương chồng thì tôi nhất định sẽ không để yên cho cô bắt con chia vợ rẻ chồng. Thì anh đợi con Lượm về anh hỏi đi. Bà làm gì ở đây? Tôi làm gì thì kệ tôi, ông hỏi làm chi? Tôi là gì của bà hỏi tôi để làm gì chứ? Bà muốn tôi hỏi bà là tôi muốn nhờ thừa phất lại hỏi bà. Nhà này của ai? Của tôi. Bà mua hay là bà mướn? Mua. Trời ơi, mua nữa. Bà mua nhà để bà ở chứ nó phải không? Trời ơi, bà ở với tôi có mấy mặt con rồi mà bà còn sanh tâm làm cho tan nát gia đình. Nè, ông nói nó là ai? Ông hãy chỉ cho tôi coi thử. Nó là ai hả? Trời ơi, nó là hai thằng khốn nạn. Một thằng tim trẻ thị thành với một thằng điếm già nhà quê. Đó, bà nghe chưa? Tại sao bà không trả lời? Trời ơi, bà còn ngồi bà nhịp cẳng nữa. Trời ơi, bà ngoại tình mà bà còn nhịp cẳng để chọc quê tôi. Bà mà không nói thì tôi tự thiếu cho bà coi. Tôi mà thành cho thì bà cũng ở tù rút xương. Trời ơi, ông làm gì dữ vậy? Tức quá mà ông làm dữ sao được. Nè, ông còn nhớ con Lượm không? Lượm, rồi sao? Ông còn nhớ cái chìa khóa ở túi trên áo ông 2 năm trước không? Chìa khóa rồi sao? Chìa khóa vợ chồng thằng Niễn phải không? Niễn, rồi sao? Ủa? Mà đâu có phải. Thằng Niễn hồi nó ở hãng phim của mình nó làm gì nó có vợ? Vậy chứ chìa khóa nào là chìa khóa phòng của con Lượm hả? Chìa khóa nào? Quên. Tôi nhớ rồi, con Lượm vợ nó, vợ thằng Niễn đó mà. Vợ thằng Niễn à. Ông đánh đi, ông im đi. Tôi không muốn nói nhiều chi nữa, chuyện con Lượm đã làm cho tôi quá đau lòng. Mai mà xảy ra chuyện bà hai ly thương luân, tôi âm thầm giải quyết êm thấm cho ông.
và cái nhà này là nhà con lượm, không phải của tôi. Tôi không muốn nhắc chuyện xưa, nhưng con lượm ra sao nó được cái nhà này. Tôi nhớ dường như nó mù mà nó đẹp. À, tôi nhớ rồi mà, con lượm bây giờ nó ở đâu? Lẽ tự nhiên là con lượm nó ở đây. Ở đây mà nó ở với ai? Ở với tôi. Tôi là chồng của lượm. À, niễn nè ông bà. Niễn, trời ơi, bộ mày muốn cướp đoạt mồ hôi nước mắt của vợ chồng tao hả niễn? Nhà này là nhà của tao. Thấy chưa, mấy người lướng lẹo với nhau mà không ăn ý mà. Dạ thưa ông. Chết rồi nha. Dạ thưa ông. Coi vậy mà ăn ý lắm chứ ông. Ăn ý cái gì? Niễn, mày là một thằng hỗn láo. Mày lông tăng tàn tật ngu đần mà mày biết cái gì mà mày nói vô mày. Ông nói tôi ngu hả? Chứ còn gì nữa. Tôi ngu mà hồi đó đó tôi dám gánh giùm ông, để cho em cái chìa khóa phòng cô lộn, rồi nhờ ngu mà được người ta cho tiền cưới vợ về quê. Và tới bây giờ người ta vẫn còn nghĩ tôi ngu, nên vợ tôi về đây người ta vẫn không một lời báo miệng. Nếu tôi không, ngày xưa tôi đã là cho nó thối rùm, và bây giờ người ta còn cúp vợ vì tưởng tôi ngu. Thôi niên ơi, chuyện xưa đã qua mày đừng nhắc lại. Nhắc cho ông nhớ. Tao biết mày khôn rồi nên mày mới qua mặt được tao. Niễn ơi, mày nuốt trọn của tao hai chục ngàn đồng bạc còn ức hiếp gì nữa, thiệt là đồ không biết điều. Còn bà giữ vợ tôi như vậy đó, có phải là bà biết điều không chứ? Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa, tao không có nói chuyện với mày nữa. Ơ, có chuyện gì? Có chuyện gì mà nhà lắm người dữ vậy? Lượm đây phải không? Thôi, ông đi về với tôi. Ông đừng có nhìn con lượm bằng cách đó. Đi mau. Lượm, con nghe giọng nói, con có biết ai đây không? Ba, trời, ba, làm sao con quên được giọng nói của ba? Con, ba ơi, chồng con. Lượm, việc gì mà con khóc vậy? Anh Niễn chồng con sao anh chết vậy ba? Hả? Ai nói thằng Niễn chết? Ai nói thằng Niễn nó chết? Thì ba viết thư cho ma con hay, ba còn biểu ma phải giấu con, cho con được yên tâm làm lại cuộc đời còn ngã xuân thôn. Sao ba lại có thể nghĩ con dối vàng đằng cá quên nôm? Con ơi, ba chưa từng giết thơ, nhờ thằng Thình lén báo cho ba hay. Ba đâu nói chồng con chết hồi nào. Con đừng bận lòng đau đớn bi thương. Ba, nói vậy là chồng con chưa chết hả ba? Thôi, ra đây. Ra đây. Đó, lượm, con nhìn coi, con có biết ai đây không? À, ai mà mặt mày phỏng nắng, thấy ghê quá vậy ba? Lượm ơi, thưa ba, con về. À, thưa anh Niễn, ba, có phải anh không ba? Ờ, nó đó. Lượm, con thương nó nổi không con? À,
anh, sao anh tin đi bỏ em? Ba, ba ơi, đúng là tiếng của chồng con mà. Phải rồi ba ơi, mùi mồ hôi của chồng con thơm mùi rạ mới nè, phải không anh? Hồi trước em đâu có thấy đường. Anh nói đi, em sẽ nhận ra tiếng của chồng em ngay mà. Sao anh không nói? Anh nói đi. Anh, bộ anh không còn thương em nữa sao? Ba ơi, con biết có nên nhận vợ con không? Khi lượm sáng mắt đẹp như tiên và con đường trước mặt đầy có lá hoa thơm, trải dài một tương lai rực rỡ. Còn con hình dạng xấu như ma, mặt đen như quỷ. Rồi đây nếu gượng cùng nhau chung sống thì vợ con phải hy sinh một đời xuân sắc tươi hồng. Anh Niên ơi, anh nói chỉ lời sẽ rủ cao lòng. Ngày xưa cổng vợ đi anh ngẩng đầu hãnh diện, bây giờ ra đường anh cúi mặt tôi thương em. Giờ đấy anh giành quyền chọn lựa cho em, đừng vì dư luận khen chê mà phí qua đời xuân sắc. Dù biết rằng đời anh nếu phải xa em, trọn kiếp trăm năm không còn tìm ra hạnh phúc. Anh đừng nói vậy, em thề. Đừng thề, anh nghèo thiệt, anh xấu thiệt, anh yêu em thiệt, nhưng nhất định anh không gian xin lòng thương hại. Trời ơi, lưỡm mà niễn ngà, ba khuyên ai đưa bay đừng đứa nào tự ái hết. Lưỡm ơi, sợ dĩ thằng niễn gom hết đau thương nói ra trọn lời xé ruột. Nó nghĩ thà cứ ra sao có nhìn rõ mặt một lần. Còn hơn hành hạ nhau vì mặc cảm trong đời sống vợ chồng. Nó cho con đi chữa mắt là do lòng cáo thượng, bây giờ con cũng rõ tại sao nó đau đớn tiễn con đi. Mặc dù ai cũng luôn ngợi ca chung thủy tình yêu, nhưng thực tế mỉa mai dễ làm tình yêu mang thương tích. Một giờ xưa cứ lỡ loay gặm mòn tình yêu dần chết, khi chung quanh con dạp dìu những trang tài tuấn hào hoa. Vì vậy mặc dù ba rất buồn khi vợ chồng có xa nhau, nhưng ba cũng đồng ý dành cho con toàn quyền chọn lựa. Ba, ba ơi, con chọn lựa lâu rồi mà ba. Anh Niên ơi, em chọn lựa thật lòng từ ngày đầu chung sống với anh. Nè, nghe em nói nè, mặc dù anh xấu xí mặt mày nam đen, cho dù anh có niệm nhưng em thật lòng thật dạ yêu anh. Tại sao anh biết không? Vì thiên hạ thường tình đâu có cái xấu cái niệm mà em yêu quý đó. Em yêu anh vì những điều người ta không có, chớ mà thường phong lưu tìm kiếm nào có chẳng gì. Anh còn có tấm lòng chân thật yêu em, kỷ niệm nâng dắt chăm lo làm sao em quên được. Hãy nói với em một lời đừng mắc cảm, để mình trọn vui ngày tái ngộ tao cùng. Em Lượng. Anh Niễn của em. Hai con của ba. Ừ, có kìa. Sao hai đứa không đến bên nhau nắm tay nhau đi? Lượng. Dạ. Con nắm tay nó đi con. Dạ. Dạ. Hai con cảm ơn ba. Như vậy mới được chứ. Lượng em,
em dám bỏ hết cùng anh về quê cũ để hai vợ chồng mình cùng sống hạnh phúc, phải không em? Vâng, em là vợ, em phải theo chồng chứ gì mà không dám. Nè, lần này anh khỏi cổng hoặc dắt em đi cực nhọc nữa. Sông dài cá lội biển tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm anh cũng vợ.